Từ đất nước mang đến cho nhân loại sự tươi sáng, lạc quan của Naruto và One Piece, đến với loạt anime bạo lực, chết chóc, tâm tối, vô vọng mà hoàn toàn không có gì giống Naruto hay One Piece, Attack on Titan. Đến với bộ phim nhiều drama và plot twist đến nỗi, bạn suýt quên rằng nhạc của season 3 nghe như buổi. Và hoành tráng đến nỗi, nếu đây không phải là anime thì 90% kinh phí sẽ dành cho Flycam. Run rẩy trong sợ hãi khi bước chân vào thế giới của Attack on Titan, nơi con người phải sống chùi rúc trong ba lớp tường thành, khi bên ngoài là Titan, những sinh vật cơ bản là được tạo ra bởi ba tầng Vlog, siêu to khổng lồ, những con zombie ngoại cỡ, sở hữu siêu sức mạnh, siêu sức bền và siêu không có bộ phận sinh dục. Sau 100 năm loài người sống yên bình trong tường thành, Titan khổng lồ đột biến xuất hiện và xuyên thủng bức tường, một cảnh tượng kinh hoàng và ám ảnh đến nỗi người ta lặp đi lặp lại nó khoảng 1 tỷ lần để cho đỡ sợ. Để cứu lấy số phận của loài người, những chiến binh nhân loại trẻ tuổi phải chống lại những con quái vật về cơ bản là vô địch, sử dụng những chiếc dao dọc giấy quá cỡ và thứ vũ khí chết chóc nhất trong lịch sử anime, hét rất to. Và nói kiểu rất nhiều. Nhưng khi giao tiếp không còn là chìa khóa, chứng kiến những con người này tìm đến những giải pháp khác hiệu quả hơn như huýt sáo. Doda Army, lít tay kỳ đô sô chua. Há mồm. Khóc. Army, gomennasai Eren. Nhưng cuối cùng thì vẫn chả vũ khí nào mạnh bằng nhạc hoành tráng. Trong thế giới đầy những Titan to và khiếp sợ, dành cả bộ phim với cái thằng to mồm nói lắm tên Eren Jaeger. Người mất mẹ vì Titan, mất tự do vì Titan, mất căn nhà ông già để lại vì Titan, căm thù Titan đến nỗi dành cả một series phim biến thành Titan. Học võ từ một đứa khác cũng biến thành Titan. Làm bạn thân với hai đứa khác cũng biến thành Titan. Ê, các ông muốn nghe joke về Eren không? Eren ghét Titan, bỏ mẹ. Bỏ lại tất cả những thứ đó thì Eren giống như đồng người, vì cậu bị nhét vào mồm hết lần này đến lần khác trong một bộ phim mà cậu là nhân vật chính. Thay thế cho phiên bản người phế vật là dạng Titan Imba, nơi Eren Titan hóa để sử dụng sức mạnh cho những sứ mệnh lớn lao như nhặt một cái thìa, có giật mắt, bị Parkinson. Đồng hành với Eren trong công cuộc trở thành kẻ nói về việc giết Titan nhiều nhất là Mikasa, người mà không ai muốn Eren yêu. Binh trưởng Levi, người mà ai cũng muốn Eren yêu. Sau trận chiến với một con Titan ở season 1 đã trở nên vô dụng suốt cả season 2 nhưng quay trở lại mạnh mẽ ở season 3 để rồi bị đập ra bã ở season 4. Với cặp mắt lờ đờ như cá chết và một tông giọng như sắp gạ đụng đối phương. Levi đến đây để khẳng định rằng anh sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Mặc dù đội của anh đã chết sạch, sếp của anh cũng chết sạch và người thân của anh cũng chết sạch. Amin, người mà yếu đến nỗi chỉ trông có vẻ mạnh mẽ khi đang ăn.
không chỉ đối mặt với Titan, những chiến binh quả cảm còn phải đối mặt với chính đồng loại của mình. Những mối hiểm nguy luôn trực chờ trong bóng tối, như hai thằng này, hai thằng gián điệp tệ đến nỗi tự nhận mình là gián điệp, và Annie, một gián điệp khác đến đây chỉ để cung cấp fan service cho những đứa có fetish kỳ quặc. Cầm chắc trong tay vì thuốc trợ tim để đắm chìm vào những trận chiến Titan căng thẳng, hoành tráng, kịch tính mà đôi khi bạn không phân biệt được đấy là đánh nhau hay gầy pòn. Đi kèm một câu chuyện vô cùng hách não khi phần 1 Eren cùng đồng bọn tìm ra kẻ phản bội, phần 2 đồng đội của kẻ phản bội Eren, phần 3 đồng đội của Eren nơi phản bội kẻ phản bội lật đổ chính quyền của những kẻ phản bội, phần 4 Eren phản bội mọi người. Tháng 3 này, mở ngay những web phim không hề lậu để đón xem phần phim mới nhất và cuối cùng của Attack on Titan. Siêu phẩm anime của thế kỷ 21 không những epic mà còn đầy những tình tiết kỳ quặc như một cô bé nhét một vật vào mồm một cậu bé mặc dù cậu ấy không muốn và bị bắt nuốt. Một đám đực dựa mặc quần bó xem ở bên trong một cô gái bị trói có những gì. Một chàng trai bảo một chàng trai khác đang khỏa thân ở bên cạnh cứ làm những gì cậu ấy muốn. Hai ông già làm cái trò này và cùng nhau cười thích thú với sự tham gia của Mông Titan. Vếu Titan. Lượm. Lì vai nhưng không biết đi rừng. Mồ hôi. Thở bằng mồm. Ngải luân ra cách nhĩ, ngải nhĩ văn sử mật tư, tam lập a khắc mạn, lợi uy nhĩ a khắc mạn, a nặc đức, hàn cát tá ra, đánh nhau trên hành tinh của Thanos.